Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chia sẻ kiến thức cùng bác sĩ Implant. Tôi là bác sĩ Đỗ Như Chuyên, đến từ chuyên khoa cấy ghép Implant và phục hình răng tại nha khoa Lạc Việt Intech. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tiêu chí để lựa chọn trụ răng Implant. Như các bạn đã biết thì trụ Implant đảm nhiệm một vai trò như một chân răng thật để có thể nâng đỡ răng sứ. Vì vậy, việc lựa chọn trụ Implant phù hợp sẽ giúp tăng khả năng liên kết giữa trụ răng và xương hàm, kéo dài tuổi thọ của răng Implant và hạn chế đào thải sau khi cấy ghép. Hiện tại thì có khoảng 200 dòng trụ Implant được sử dụng trong quá trình cấy ghép. Và sau đây là một số tiêu chí để lựa chọn trụ Implant phù hợp nhất. Đầu tiên đó là chất liệu của trụ Implant. Trụ Implant được làm từ Titanium, là dòng trụ được các chuyên gia khuyên dùng nhiều nhất. Titanium là vật liệu được ứng dụng phổ biến trong y tế để làm các bộ phận thay thế cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là xương. Vật liệu này có 3 ưu điểm nổi bật, đó là độ bền cao, nhẹ và khó bị bào mòn hay oxy hóa trong môi trường khắc nghiệt. Tiêu chí thứ hai đó là độ cứng chắc của trụ Implant. Vai trò của trụ Implant là thay thế chân răng thật và nâng đỡ răng sứ bên trên, tạo lực ổn định để ăn nhai. Vì thế, trụ răng phải có độ cứng cao để có thể chịu được lực tác động trong một thời gian dài. Thứ ba đó là khả năng tích hợp xương. Tích hợp xương trong cấy ghép Implant được hiểu đó là quá trình lớp mô sinh học phủ bên ngoài bề mặt của trụ Implant tương tác với mô xương hàm và tạo liên kết vững chắc. Khả năng và thời gian tích hợp xương cũng phụ thuộc rất nhiều vào dòng trụ Implant mà khách hàng lựa chọn. Nếu lựa chọn trụ Implant không phù hợp với xương hàm thì trụ Implant có thể bị đào thải, khiến khách hàng phải cấy ghép lại trụ Implant khác, gây tốn kém thêm chi phí và thời gian để phục hồi. Thứ tư đó là kích thước trụ Implant. Để quá trình đặt trụ Implant diễn ra an toàn cũng không ảnh hưởng đến các chân răng kế cận, kích thước Implant phù hợp nhất đó là khi mà có thể đảm bảo tối thiểu các cái bản xương trong, bản xương ngoài, lý tưởng là khoảng 2mm. Tại vì khi mà cái xương độ rộng xương mà đủ lớn ấy, thì nó sẽ cung cấp mạch máu nuôi dưỡng cho cái Implant của mình tốt hơn. Từ đó thì những cái xương xung quanh Implant nó sẽ không bị tiêu theo thời gian, đảm bảo tuổi thọ Implant được lâu dài. Thứ năm đó là yếu tố chi phí. Chi phí cũng là một yếu tố quan trọng trong khi lựa chọn Implant để cấy ghép. Các dòng trụ Implant chất lượng cao, có độ bền tốt và độ tương thích sinh học cao thì đương nhiên là chi phí nó sẽ cao hơn so với những dòng Implant thấp hơn. Nếu khách hàng lựa chọn những dòng Implant cao cấp hơn thì cái chất lượng cũng như cái hiệu quả cấy ghép nó sẽ cao hơn, đồng thời là giảm thiểu cái nguy cơ mà bị đào thải Implant. Dựa trên 5 tiêu chí trên thì chúng ta sẽ có một số những dòng trụ Implant chất lượng được nhiều khách hàng lựa chọn như sau. Dòng trụ số 1 thế giới đó là dòng trụ Shawman, xuất xứ từ Thụy Sĩ. Trụ răng Shawman được làm từ titanium nguyên chất, có độ tinh khiết cao, an toàn tuyệt đối với cơ thể và có khả năng chịu lực tốt. Bề mặt Implant Shawman nhờ có công nghệ xử lý SLA Active được nghiên cứu kỹ lưỡng và độc quyền, giúp người mất răng có thể nhanh chóng tích hợp xương, giúp ngắn thời gian lành thương sau khi cấy ghép trụ Implant. Dòng trụ thứ hai đó là dòng trụ Nobel Biocare của Thụy Điển. Trụ răng này được làm từ 4 lớp titanium cao cấp, với bề mặt các trụ được bao phủ bởi lớp màng sinh học T-Unite. Do đó, khả năng tích hợp của trụ Implant với xương sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, rút ngắn thời gian điều trị. Một số dòng trụ khác như trụ Supply Hyogen của Mỹ hoặc là trụ Neo Active của Hàn cũng là những dòng trụ chất lượng và được mọi người sử dụng khá là phổ biến. Các trụ này thì sẽ có chi phí thấp hơn so với dòng trụ Shawman của Thụy Sĩ cũng như là Nobel của Thụy Điển. Thì trên đây là một số các tiêu chí để lựa chọn Implant uy tín, chất lượng. Khách hàng có thể dựa vào nhu cầu và khả năng của bản thân để lựa chọn lại trụ Implant phù hợp, đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình điều trị. Tại nha khoa Lạc Việt Intech thì bác sĩ sẽ tư vấn các loại trụ Implant phù hợp với tình trạng và nhu cầu của từng khách hàng. Nếu có bất cứ thắc mắc gì cần giải đáp, các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của nha khoa Lạc Việt Intech để được các bác sĩ của chúng tôi giải đáp một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nha khoa Lạc Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.